Không có ghẹ hả? Không có ghẹ. Rồi đỡ tốn tiền. Giờ sao không ra? Trả tiền không chưa? Trả tiền không chưa? Không biết luôn, không biết tiền luôn, đem ra thôi. Ờ, mấy nhỏ đem ra thôi. Thôi chiều mình cũng còn ghé lấy tôm nữa mà. Chứ mua với lại mua mực trong tủ lạnh mới để mực ngon. Quá lạnh câu bà có làm rau nữa đây hả? Vậy quá. Chán đâu. Để bữa ăn đi. Chào bánh chán chị nha. Sao cuốn? Bánh có rồi. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Có sáu bảnh từ Vũng Tàu qua nữa này nha. Có xả hả? Thì đang cho nó đỡ cái mùi tanh của